Với chiếc video này thì Thủ điệp Phú Yên sẽ dẫn mọi người đi ăn miếng ngan phố cổ Hà Nội ngay giữa lòng thành phố Tuy Hòa luôn nhé. Các bạn nào là fan cứng của bún phở phố cổ thì nhanh vào đây. Ở đây là Thiên Trang Coffee, địa chỉ là 19 Điện Biên Phủ. Đầu tiên thì phải nói bước vô quán hai mình cực kỳ thích không gian ngoài trời này luôn. Nói buổi sáng tiết trời mát mẻ, xong rồi order tô phở gà rang rất chi là chill nhỉ. Quá thích hợp cho một đứa thích không gian ngoài trời như mình. Tới đi phải nói là chắc mọi người đã đói bụng rồi chứ gì. Mình có order hai phần, một phần là phở gà phố cổ và một phần là miếng ngan phố cổ. Menu ở đây sẽ tập trung về các món bún, phở và miếng của gà và ngan. À, ngoài ra thì còn có món trộn nữa. Thôi, giờ thì ăn sáng thôi. Vừa mở cái khay đợt gia vị ăn kèm ra thì mình phải bỏ ngay và liền cái mang ngâm chua này vào. Em này là phở gà xẻ phố cổ 40 cành thôi, mà thiệt là một phần này 40 cành nhưng mà rất là nhiều luôn. Mọi người nhìn cái tô này là thái như thế nào rồi chứ gì. Phở ở đây là sẽ dùng phở bắp, mà mình nói thật nha, cái nút dùng của phở ấy nó rất là thanh. Đúng mà khi mình ăn phở ấy là sẽ không có nêm nếm bất cứ gia vị gì thêm để mới sẽ cảm nhận được cái hương vị đúng và nút dùng ngọt thanh như thế nào. Em này là miếng ngan phố cổ 55 cành. Có thể nói là bộ thói quen rồi ha, mình cứ thấy ngan hay là vịt là phải cho mắm gừng vào. Thật là mình phải nói thêm một lần nữa là mình rất thích nước dùng ở đây luôn. Cái phần thịt ngang á thì dày và rất là nhiều thịt. Một điểm cộng khá là lớn chính là ở đây dùng đũa tre, mà phần đũa thì được bao bọc rất là kỹ, đảm bảo được cái độ vệ sinh, cho nên là mình rất là thích cái điều này luôn. Ăn sáng xong thì không cần phải đi đâu để uống cà phê nữa. Em này là cà phê kem Thiên Trang 30 cành. Lớp kem thì sánh mịn và béo, độ ngọt thì vừa phải và phần cà phê cũng không có quá đắng. Ở đây cũng có cà phê. Menu thì từ cà phê đến sinh tố hay là nước ép cứ phải nói là có luôn. Đồ ăn thì lại vô cùng chất lượng mà lại còn có cái chỗ để mình check in tết nữa nè. Vậy nha, địa chỉ bây giờ mở cửa mình để trên video. Thèm muốn phố cổ thì đến đây liền đi.